thì chỉ cần 20 ngày thôi, với Hebora Collagen Enrich là làn da của chúng ta sẽ trắng hồng, mịn màng và tươi trẻ hơn rất là nhiều. Chắc hẳn là các chị em nghĩ rằng mỗi ngày Lã Thanh Huyền đều phải dưỡng da rất là cầu kỳ và phức tạp đúng không? Thật ra thì không phải như vậy đâu. Nếu như mà dưỡng da mất quá nhiều thời gian là Huyền sẽ bỏ qua luôn. Bởi vì bản thân Huyền là một người rất là bận rộn, nên là Huyền chọn những cái phương pháp mà chăm sóc da một cách đơn giản này, gọn nhẹ và đặc biệt là hiệu quả. Và chính vì vậy nên Huyền đã tìm ra được một phương pháp dành cho mình, đó chính là Hebora Collagen Enrich. Và với Huyền ý, thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần mất khoảng 1 phút thôi để sử dụng 20ml collagen, thì chỉ sau 20 ngày là làn da của chúng ta đã trở nên một cái đẳng cấp khác rồi. Với những bạn nào mà da bị sạm nám này hay là bắt nắng này, thì chỉ sau 20 ngày thôi chúng ta sẽ thấy làn da trắng hồng, khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Hàng ngày thì Huyền sử dụng 20ml Hebora Collagen Enrich để giữ cho làn da của mình sẽ được mãi mãi tuổi thanh xuân. Còn các bạn hãy sử dụng Hebora Collagen Enrich như một thói quen hàng ngày nhé. Dù là collagen nhưng mà vị rất là dễ uống, có vị ngọt này, chua nhẹ và thơm mùi trái cây. Với Huyền ý, thì Hebora Collagen Enrich là sản phẩm làm đẹp không thể thiếu mỗi ngày.